Con học tới cái video này á là bây giờ á là bắt đầu á là mình phải tập tập làm chung nhiều lắm. Thì bắt đầu bây giờ á là thầy cho nhiều nhiều mấy cái bài tập lắm á. Mà đều cố gắng làm đi, tự nó quan trọng lắm, nó tốt lắm. Ok, thầy bây giờ đưa cái này, x plus p a equals q 2x minus q make x the subject, là con phải làm sao mà được cái x nó là quan trọng. Ok, cố gắng chơi vòng vòng đi, bấm ngừng đi. Ok, thì cái x là mình thấy nó có cái x ở đây, có cái x ở đây, nó đang dính vô cái quyền cái này, nó đang dính vô quyền cái này, thì mình bẻ nó ra. Là thầy làm vậy nè, thầy nhân cái này, thầy lấy cái này nhân cho cái này, là cái kiểu kiểu bẻ nó ra thôi, là ax plus ap equals, cái này con có thể viết pa cũng được, từ 3 nhân 5 là cũng giống nhau, 5 nhân 3, con có thể thay đổi qua cái này cũng vậy, sao cũng được hết. Ok, mà điều cái này á, là cái số nó phải đi trước, lần nào cũng cái số đi trước hết. Minus là thầy nói số 2 nè. Q q nhân cho q á, là q squared. Bây giờ thầy thấy là có cái x ở đây, có cái x ở đây, thì mình lấy mấy cái x qua một bên, rồi cái mấy cái rác kia mình bỏ qua bên kia. Thì bây giờ thầy thầy lấy cái này nè qua bên kia. Ok, thầy trừ cho ax mỗi bên. Đó, bên đây á là ap, ở bên đây á là 2 qx minus minus q squared. Ok, bây giờ thầy quên trừ cho ax. Ok, từ nãy mình trừ ax mỗi bên. Nè, bây giờ thầy thấy cái này là rác nè, thầy cộng cái này qua mỗi bên, là ap cộng cho q squared. Thầy ký cái này là 2 qx minus ax. Bây giờ thầy factorize nó, factorize cái x. Cái này là ap plus q squared. Bây giờ mình chỉ cần chia mỗi bên. Bây giờ cái này ap plus q squared chia cho 2q minus a bằng x. Ok, bây giờ thầy đưa cái bài khác. An minus 5x over 3a minus 4x, ghi bằng 1 over 3. Make a the subject, là con phải làm a nó cái subject. Ok, nhớ là cái này có hai lầu thì con phải nhân một khúc này, là ghi nhân cho 3. Ok, con chơi vòng vòng đi, bấm ngừng đi. Rồi bây giờ đó là thầy thầy giả bộ là cái này, thì đang bây giờ đó là mình có cái trên chia cho cái dưới, thì bây giờ thầy nhân mỗi bên cho cái này. Ok, là thầy bây giờ có cái này nè, a n minus 5x ở bên đây á, là thầy nhân cho bên đây nha. Bây giờ thầy nhân cái này nè qua bên đây, là nếu mà thầy nhân nó là nó nhân ở trên, thầy kiếm chút thầy có một nhân cho cái này là vẫn là cái này thôi à, là thầy có cái này nè, thầy bây giờ có cái này a minus 4 này. Ok, từ hồi nãy mình có a third, thầy ký thầy nhân cho cái này của thầy ký nó đi lên, thầy ký một nhân cho cái này là nó cũng vậy á. Ok, bây giờ thầy nhân cho 3 mỗi bên, là 3 a n minus 5x. Cái này là 3a minus 4x. Ok, là x mình ngó vô cái x
À, mình làm cái gì cái quan trọng ta? Mình làm cái gì là subject câu X. Thì mình ngó vô cái X, mình thấy cái X ở đây, mình thấy cái X ở đây, thì mình phải dùng cái cách bẻ của mình, bẻ cái này ra. Bây giờ mình có cái này a 3an minus 15x equals 3a minus 4x. Ok. Bây giờ làm sao? Bây giờ mình thầy lấy cái này nè, đem qua đây thầy cộng cộng 15x mỗi bên. Là đang bây giờ đó là mình muốn lấy mấy cái x qua một bên, mấy cái rác á thì qua bên bên kia, thì thầy cố gắng lấy mấy cái x qua một bên. Ok, thầy bây giờ cộng 15x. 3an 3a minus, thầy đem cái này xuống, thầy ký thầy cộng 15x. Bây giờ cái này là cái rác nè. Là thầy trừ trừ 3a mỗi bên. 3an trừ 3a. Ở cái nhớ cái minus này nó đang dính vô cái minus x, cái minus này nó đang dính vô cái số 4 á, là minus 4x cộng cho 15x. Ok. Là thầy tới chỗ này á, là thầy thấy cái trừ này không? Cái trừ này thì cái ở đây cộng á, là thầy thầy giả bộ như vậy nè. Đang đang bây giờ thầy có một cái này cộng cho một cái này, thì thầy thay đổi nó qua, cái này đi qua đây, thầy ký cái này đi qua lại, là thầy thầy có quyền làm như vậy nè. 15 x thì cái này mình có cái cộng ở trong đây nha, mà điều mình không có viết, cần viết cái cộng, chỉ có cái trừ mình viết thôi. Là bây giờ thầy trừ 4x, là ở trên đây á nó giống nhau ở dưới đây nè. Bây giờ 3an minus 3a, nhớ á, là hai cái này nó khác nhau, mình không có quyền ép nó lại. Thì cái này là cũng như là con voi của mình, con này là con giraffe của mình, nó hai cái nó khác nhau. Hai cái khác nhau, con không có quyền ép nó vô. Bây giờ thầy factorize nó. Thầy ngó vô thầy cái thấy thầy có thể factorize nó. Bình thường là mình factorize nó là cũng như mà thầy suy nghĩ ra đa số mấy tụi con làm vậy nè, cũng được. Con có quyền mà điều 15 trừ cho 4, 15 trừ cho 4 là 11, là cũng như là x nhân cho 11. Mà điều khỏi khỏi làm cái này, con ngó giờ con thấy là 15 con voi trừ cho 4 con voi là con có 11 con voi, là con nhảy thẳng đi, tại vì hai cái này nó giống nhau. Ok, con có thể factorize nó cũng được, mà điều mệt lắm. Thì chỉ làm vậy thôi. 3a. Ok. Mình là nhớ mình không có quyền ép 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 mấy cái này lại. Bây giờ mình chỉ cần chia cho 11 mỗi bên, là 3a n minus 3a chia cho 11x. Ok. Cái này con có thể factorize nó, con có thể viết như vậy nè, cái này cũng bằng nhau cái này nè. Đợi một chút. 3an minus a over 11. Con có thể viết như vậy nữa, nếu mà con muốn factorize cái này, mà đều không có quan trọng. Ok, mình nói xong đi.